Chào các bạn, chào buổi sáng. Mình là Túy. Hôm nay mình làm một video để hướng dẫn các bạn làm khai unemployment benefit, nhất là cho những người Canada. Thì mình biết là bữa nay ở tiểu bang Georgia là ngày đầu tiên những người làm Canada được qualify làm unemployment apply for unemployment benefit. Thì mình biết là sẽ có rất nhiều người có thắc mắc. Và có nhiều người sẽ có những câu hỏi để apply. Thì mình muốn làm cái video mình go through cái application process để các bạn thấy được cách mình apply. Thì mình biết cũng có nhiều công ty và nhiều doanh nghiệp đã quảng cáo và đã cũng trả tiền để khai thuế, khai tiền thất nghiệp cho các bạn. Mình biết có nhiều công ty cũng đã file cho những người làm 1099. Theo mình biết được cái đó là đã sai. Vì cái process nó mới bắt đầu hôm nay thôi. Thì những ai mà sai, những ai mà đã khai rồi, mình không biết là có cần phải nên khai lại hay không. Thì mình nên recommend là mình nếu mà đã trả tiền cho những công ty đó rồi thì mình nên liên lạc những công ty đó. Họ biết được là những cái application họ file nó đã wrong thì nên phải correct lại. Một là phải bổ sung lại information cho nó đúng. Tại vì cái application mà các bạn làm trước đây là nó vừa về W2. Tuy có nhiều người nhận confirmation là nó đã process cái tiền thất nghiệp của mình, nhưng mà cái đó là nó không được đúng lắm. Thì mình nghĩ các bạn nên liên lạc là những ai mà đã làm cho các bạn để make sure là có cần làm lại hay không. Thì bây giờ mình sẽ share cái screen của mình để mình go through cái process đó cho các bạn thấy. Ok. Đấy. Ok, thì mình muốn bắt đầu là từ cho các bạn thấy từ website luôn ha. Ví dụ các bạn mở cái browser của bạn lên, thì ví dụ như từ Google đi ha. Để mình mở lên luôn. Ok, so các bạn nên vô bấm vô chữ Georgia, DOL là Georgia Department of Labor đó. Các bạn thấy đây là để là DOL nè, Department of Labor.georgia.gov. Click vô đây. Các bạn coi đây thấy không? Mình sẽ share cái link lại cho các bạn, nhưng mà mình nên recommend là các bạn go directly to the website là Georgia, dol.georgia.gov. Quan trọng nhất là mình phải make sure là nó có chữ gov cuối cùng. Và thứ nhì nữa là https, có nghĩa là secure. Lý do mà nhấn mạnh cái này là đó, nhất là thời buổi này rất là nhiều scam out there, có thể nó gửi cái link fake link. Nó sẽ thu nhập tài liệu information của các bạn, nên make sure là mình go directly to https dol.georgia.gov. Ok, cái thứ nhì mình muốn nói nữa là trong cái này các bạn có cái option để dịch ra tiếng Việt. Ok, các bạn coi ở đây đó, để mình screen mình nó che lại mục tiêu rồi. Đây, các bạn có cái option ở trên khúc này để mình đổi qua tiếng Việt được. Thì cái này mình đã đổi qua tiếng Việt rồi. Các bạn coi, tại vì khi mà các bạn click đây, mình có đổi qua tiếng Anh, bắt đầu thì mới mở ra thì bắt đầu tiếng Anh, thì nó sẽ đổi qua tiếng Việt cho các bạn. Ok. Another option thì các bạn có thể download Google Translate. Thì mình dùng Google Chrome nên nó automatically có cái option này. Thì mình recommend nếu các bạn dùng Google Chrome thì nó sẽ có cái option để mình translate ra tiếng Việt. Ok. Thì mình sẽ go to tiếng Anh trước. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì cứ tự nhiên mình go hit accept and go hit Vietnamese right here. Ok, rất là quan trọng nếu mà ai muốn tìm hiểu rõ. Bởi vậy mình nghĩ là đây những cái tài liệu này nó không có cần để mình phải mướn một công ty nào để mình điền cái đơn này. Ok, thì các bạn vô trong website này rồi, nhìn ở dưới đây, đây thì mình muốn bấm cái alert cho các bạn thấy là mình rất là nhiều thông tin ở trong Facebook hoặc là social media about unemployment benefit. Nếu nếu muốn biết rõ nhất là các bạn nên vô website này để biết được những cái tài liệu đó. Thì các bạn thấy đây, April 12 là ngày hôm qua nó mới update. Thì mình đọc sơ sơ cho các bạn hiểu được là cái update này nó liên quan tới sao. Thì cái thứ nhất nó nói là những cái 600 đồng cộng thêm 600 đồng một một tuần nữa đó, là cho những ai được tiền được xin tiền thất nghiệp. Thì nó sẽ bắt đầu từ tháng tháng 4 ngày tháng 4 ngày 4 tháng 4 ngày tháng 4 ngày 4, đúng rồi, tháng 4 ngày 4. Thì cái số tiền của mình sẽ không hơn 600.
Và mình có thể có quyền lựa chọn là mình cho sở thuế giữ lại số số tiền tiền thuế cho mình hay không. Thì có cái option ở đây, thì trong khi đây nó nói thì mình không cần làm gì hết nếu mà mình đã apply rồi. Còn ví dụ như mình apply hôm nay thì cái này nó sẽ automatically nó sẽ include in there, thì nó sẽ bắt đầu là tháng tháng 4 ngày 4. Ok, cái thứ cái quan trọng nhất hôm nay mình sẽ nói về là cái 10A này. Thì nó nói là under this program unemployment benefit for those not ordinary eligible for them self. Okay, so this is eligible for self-employed gig workers, 1099 independent contractors, employee of churches, employee of nonprofits, or those with limited work history will not qualify for state employment benefits. The geo modify. Okay, so see before những người này là không có thể nào apply được. Nhưng bây giờ sở lao động đã cái online unemployment application đã bỏ những câu hỏi identify những người đó. Ok, thì mình sẽ go through đó hôm nay. Nhưng mấy người đó those must be determined in eligible state benefit before be being evaluated for referral. Ok, must be determined and eligible for state benefits before being evaluated for federal. Ok, nếu mình không có qualify cho state thì bên mình xuyên bang họ sẽ cũng verify là mình có được được hay không. Once application is deemed eligible, it will be asked additional questions. So, còn mai cái theo mình hiểu được là nếu tuy là nếu mà những người mà không có apply được cho tiểu bang thì xuyên bang họ sẽ vẫn vẫn process cái application cho mình. Những ai đã file từ thất nghiệp rồi và đã không được qualify, không cần phải refile cái claim lại. This individual would identify once program of this program is completed and send email to link provide additional information. Những ai đã file rồi mà không có được eligible thì họ sẽ nhận một cái email để bổ sung thêm information. Ok, thì đây là một cái mà nó nhắn đây. Tuy mình biết là nó vậy, mình vẫn recommend là contact. Nếu mà các bạn đã pay a company to process this for you, make sure mình reach out to that company and mình make sure họ verify this information cho mình. Ok. Rồi bây giờ mình quay lại cái application process nha. Thì các bạn go back. Rồi thì cái là cái main page, các bạn vô lại dol.georgia.gov, click under apply for unemployment benefits. Thì cái này là cái video, nếu các bạn thấy mình nhanh quá thì các bạn có thể review lại. Mình sẽ cố gắng try to slow as much as I can, nhưng mà vì cái video nó sẽ mình nghĩ sẽ hơi lâu dài, hơi dài, nên mình sẽ go through. Thì các bạn có thắc mắc thì cứ review lại cái video thôi. Hơn nữa một cái nữa là directly just go through the application process để mình apply thôi. Thì các bạn nên đọc through những cái information này, thì cái này theo mình biết được là nó không có update gì hết đối với trước đây. Thì trước hết khi mà các bạn scroll xuống ở dưới bottom, ok, thì ở đây nó có nói là các bạn phải certify information là đúng. So cái đầu tiên thì nó sẽ request bạn là số social của bạn. Thì mình làm cái video này mình không có apply for unemployment benefit, mình không có thể dùng information của mình, thì mình sẽ cứ tạo một cái information nào đó để mình sẽ không có submit cái application này, nhưng mà mình sẽ go through cái application để cho các bạn thấy những cái gì mà mình cần. Ok, bước đầu tiên nó cần cái social security number của mình. Nếu các bạn nào có cái account rồi thì mình nên go sign in thôi, còn cái này là mình for những người mà chưa có đời nào apply for unemployment benefit thì mới vô, thì mình phải bỏ social của mình vô. Rồi mình bỏ bắt bỏ lại hai lần. Ok, rồi các bạn nếu mà có cái số pin là 4 số, nếu mà các bạn số pin rồi
thì bỏ đây, nhưng mà đa số là những ai mà chưa có làm application này thì sẽ làm cái shopping mới, thì mình sẽ skip cái này, mình sẽ cuốn xuống tới nhì, mình bỏ một cái pin của mình vô. Rồi xuống dưới đây mình lại bỏ lên một lần nữa. Ok, cái này rất là quan trọng. Ok, các bạn phải nhớ cái shopping này, tại sau này các bạn cần log in để hàng tuần hay mình check lại đó, mình phải nhớ cái shopping này. Thì nên nhớ dùng cái shopping nào để mà các bạn nhớ, hoặc là viết xuống chỗ đầu đó để mình nhớ. Rồi, một lần nữa bỏ social của mình vô đây, lập 2 lần, và sau đó bỏ số pin mới của mình vô đây. Còn ai mà đã có account rồi thì bỏ đây thì nó sẽ login automatically, còn không thì mình cứ bỏ đây. Ok, hit continue. Xin lỗi, mình phải check là mình đã verify. Đây các bạn, xin lỗi, các bạn phải nhớ click đây là mình phải certify là những information ở trên là điều đúng hết. Thì các bạn nên đọc, go through, có thể translate qua tiếng Việt để đọc, để tìm hiểu thêm. Nhưng mà vì cái video này mình không cần go through detail đó, các bạn nên đọc kỹ và click on cái box ở đây. Ok, xong bỏ social với lại create một cái pin, xong bấm continue. Rồi, câu hỏi kế tiếp nó sẽ hỏi là Where are you filing from? Mình tới sở thuế ở nhà, mình file sẵn ở nhà hoặc là ở thư viện, thì mình có để đây là mình làm ở home. Thì các bạn lựa tùy theo các bạn làm ở đâu. Thì các bạn nên nhớ những người mà apply cho các bạn họ dùng option nào, mình cũng các bạn nên hỏi cho rõ. Tại vì cái này là mình certify là mình là người apply, ok, nên nhớ là cái đó. Thì theo mình nghĩ là những người mà apply on behalf cho các bạn thì phải make sure những information họ apply là có đúng hay không. Ok, thì mình apply ở home. Tên thì các bạn bỏ tên của các bạn vô. First name, middle name. Middle name nó không có cần lắm, nhưng mà vẫn cần nên bỏ vô thì bỏ vô. Rồi. Ok, cái nào mà nó có cái sao đỏ này nè là nó cần bắt buộc phải có tài liệu đó. Còn cái nào không có thì bạn không cần bổ sung, có thì tốt, không có thì thôi. Rồi, mình sẽ skip through là Have you worked under a different last name during the last 2 years? Trong vòng 2 năm vừa qua, các bạn có làm với cái last name nào khác hay không? Thì đa số là sẽ là no. Nếu có ai đó mà ví dụ như mình lập gia đình, những chị, những cô mà lập gia đình và đổi đổi họ thì nên để yes trong vòng 2 năm qua. Nhưng mà thật ra nếu đa số không thì để no đây. Have you ever worked under a different social security number? Sẽ no. Có ai mình đã work với lại cái social khác không? Nếu mà có mình để yes đây. Ngày birthday mình phải bỏ birthday của mình ngay đây. Ok, các bạn phải bỏ tháng, ngày và năm. Rồi, mình phải lựa male, female. Ok. Do you have a driver license or state identification number? Mình có bằng lái hay không? Nếu mà nó không, thì mình click no thì nó để đây if information is not available select no. Nếu mà có bằng lái thì mình bỏ yes. Ok, thì mình thôi mình để yes thì nó kêu bỏ information bằng lái của mình vô. Thì một lần nữa mình sẽ tạo một cái số nào đó, hy vọng là nó cho mình pass through. Ok, Georgia. Có nhiều người ở tư bang khác dọn về thì nên dùng cái state issue của cái bằng lái của mình. Khách hàng người làm đi. Mother maiden name. Nó bắt mình làm một cái password. Ok, nếu mà ai mà bỏ cái social thì nó bắt mình bỏ những xin lỗi, có bằng lái để bỏ tài liệu bằng lái của mình. Và nó kêu mình bỏ một mình create một cái password. Ok, các bạn tạo một cái password nào đó để các bạn nhớ. Are you a US citizen? Các bạn có quốc tịch hay không? Nếu mình no thì nó bắt mình phải bỏ vô thẻ xanh và ngày ngày hết hạn. Còn mà nếu mình có thì mình click yes, mình không cần làm gì hết. Are you Hispanic or Latino? Các bạn có phải là người Hispanic hay không? Thì mình để là no. Nếu các bạn là người Việt thì đa số những người mà đã coi video này thì mình nghĩ là sẽ là Việt Nam 100%. Thì bấm no. Trong này mình sẽ lựa mình là Asian.
Okay. Trong này nó hỏi là highest grade completed in school, là cái bạn trình độ học của mình học tới mức nào, học tới GED, học 1 năm, 2 năm đại học, hoặc là mình high school, thì mình cứ điền đây. Thì nó có từ lớp 1 tới lớp lớp 12 đây đều đầy có hết, thì mình để đây. Okay. Ok, cái này là ok, mình cứ điền vậy thôi. Các bạn cứ nên nhớ lựa cái nào nó apply cho các bạn. Do you have do you need an interpreter? Ok. Nó hỏi các bạn có cần thông dịch hay không mà nó là miễn phí. Bởi vậy, mình cứ nhấn mạnh một lần nữa, cái này các bạn sẽ tự làm được, không có nên trả tiền cho công ty nào làm hết. Tại vì sao? Tại vì nhất là thời buổi này rất là khó khăn, thì mình rất là nên cố gắng tiết kiệm. Hơn nữa, đa số ở nhà cũng không có gì chỉ làm nhiều, thì nên là mình cũng nên tự làm cho mình. Hơn nữa, đây các bạn cũng thấy đây, nếu mà mình cần thông dịch thì nó sẽ provide thông dịch riêng cho mình mà miễn phí. Ok, thì ví dụ như mình nói no thì không sao, ví dụ yes thì nó sẽ bắt mình indicate là mình dùng, mình muốn cần tiếng gì, bấm tiếng Việt thì bấm yes. Ok, thì mình nếu mà ai cần thông dịch viên thì mình nên select yes and bấm Vietnamese, còn ai bấm no thì nó không cần gì hết. Thì trong in this case mình làm để yes đi ha, cho thử coi nó có cần câu hỏi gì nữa không. Nhưng các bạn nên nhớ, cái này là cái option cho các bạn để được. Okay. Have you worked for any employer in the past 18 months? Trong vòng 18 tháng vừa qua, các bạn có làm cho ai không? Thì đương nhiên là phải là yes. Còn no thì các bạn cứ click no. Nhưng mà mình trong cái này mình... À, nếu mà click no là bạn không có thể apply được... Okay, change if you have work. Ok, mình nó kêu là mình phải, mình nghĩ là phải làm trong vòng 18 tháng qua mới được qualify. Thì nếu các bạn làm trong làm việc trong 18 tháng qua thì bấm yes. Rồi sau đó mình bấm hit continue, hopefully nó cho mình go through. Tại vì nên nhớ là những cái tài liệu mình bỏ vô nó không được đúng lắm. Ok, nó cho mình qua cái trang kế tiếp. Rồi, các bạn lựa mình đang ở nước nào, mình ở USA. Tiểu bang. À xin lỗi, địa chỉ, mình phải bỏ địa chỉ nhà của mình vô. Thì mình cứ bỏ một cái địa chỉ tạo địa chỉ bỏ đây thôi. Thì các bạn nên bỏ thành phố, xin lỗi, địa chỉ, nhà, thành phố, tiểu bang, zip code và ở quận nào. Thì mình ở Gwinnett County thì mình bỏ Gwinnett đây. Đổi lại cái này đi cho nó đúng một xíu, ok. Rồi, các bạn nên nhớ đọc cái này, fill out information này. Is your mailing address the same as your resident address? Cái địa chỉ mà nó gửi mail về nó có giống như cái địa chỉ của mình trước trên này không? Nếu mà giống vậy thì mình đã yes. Có nhiều người họ tuy là địa chỉ chính trong này nhưng mà họ cần gửi mail về cho một địa chỉ khác, thì mình bỏ no đây thì mình phải đi một cái địa chỉ khác. Còn mà yes thì mình đi email đây thôi. Ok, thì mình đã yes thì nó sẽ tự động những cái tài liệu mình mới update trên đó nó sẽ update dưới đây cho mình, thì nó tiện hơn. Rồi, đây nó hỏi là contact telephone number, failure to furnish a contact number, phone may delay. Nó kêu mình bỏ một cái số phone để có gì nó cần nó liên lạc với mình. Và nếu mà không bỏ số điện thoại mà nó liên lạc mình có thể bị chậm trễ, thì bỏ số điện thoại của mình vô đây. Okay. Đây là số điện thoại của mình luôn. Nếu các bạn nào có thắc mắc thì cứ nhắn tin cho mình hoặc là gọi cho mình. Mình recommend là nhắn tin trước. Tại vì xin lỗi là điện thoại mình cũng hơi bận tí xíu nên các bạn cứ nhắn tin thì mình có dịp mình sẽ gọi lại. Nên bỏ cái email address của bạn các bạn vô đây. Có nhiều người mình nói chuyện với là không có cái email thì mình recommend là go create một cái email cho mình, còn không thì dùng một cái email của con của mình hay gì đó, mà mình recommend là go to Gmail, Yahoo, whatever, tốn khoảng 1 phút 2 phút để làm một cái email cho mình, thì nên bỏ một cái email vô đây. Okay. Thì mình bỏ cái email của mình vô đây. Okay. Rồi. Nó bắt mình bỏ email một lần thứ hai. Ok, so make sure nó bỏ là email lần đầu tiên, nên nó bắt email lần nữa để mình verify cái email. Cái này rất là quan trọng nha các bạn, tại vì bây giờ tất cả những tài liệu nó gửi qua đều qua email hết chứ không phải là qua phone nữa, nên các bạn phải bỏ đây. Oh, again, nó nói là personal email because private. Ok, thì recommend là dùng cái email của các bạn. Ok, thì các bạn nếu không có thì nên tạm ngưng, go create một cái email. Available from. Ok, cái này là cái giờ mà theo mình biết
được là cái giờ nào mà mình available from để làm thì mình cứ để vô từ 8 giờ sáng đi ha, cho tới không không 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối PM. Time zone của mình là mình ở Eastern, Eastern, ok. Các bạn ở Georgia thì nên nhớ bấm Eastern, nhớ nha, Eastern. Ok. Rồi, mình hit continue. Rồi, bắt mình sửa cái gì đây? Valid time when you are first available. Oh, sorry, mình có lỗi của mình bấm lộn một số đây thôi, không có gì hết. Bấm 800, ok. Bấm continue. Rồi, cái kế tiếp thì tùy theo cái địa chỉ của mình thì nó sẽ automatically assign cho mình là ở Beaverun, cái location ở Beaverun đây. Thì theo mình biết được là những cái location này là cho những cái sở những cái chỗ mà bộ lao động ở ở Georgia mình, nhưng mà mình biết hiện tại thì vì cái coronavirus này thì nó không có cho mình tới để mình apply, thì tất cả đều qua 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 email. Thì các bạn nên make sure create that email address mình nhắn, nếu không có thì mình không có thể nào mình làm được hết cái này. Ok, thì mình nếu mà muốn thay đổi cái này thì mình thay đổi cái location, mình thay đổi, còn không thì mình cứ dùng assign ở Gwinnett County, tại vì dùng địa chỉ của mình thì có nhiều người ở trên trên North, thì nếu mà Gainesville gần nhất dùng Gainesville, có người ở hướng South thì mình không biết là dùng Covington hoặc là dùng bên DeKalb, còn ai bên bên Smyrna, Kennesaw thì có thể choose bên này. Ok, thì hiện tại mình giữ im vậy, mình không có thay đổi. Hit continue. Okay, you have two options to receive payment. Cái này nó quan trọng. Okay, nó có hai cách để các bạn nhận được số tiền của mình. Một là nó sẽ nhập thẳng vào tài khoản của mình. Hai là nó gửi một cái debit card, một cái thẻ. Tiền đó thì hàng tuần nó sẽ upload cho mình. Thì các bạn nên choose cái option nào. Okay. Thì nó ở đây nó hỏi là what method bạn muốn nào. Nếu mà direct deposit thì mình nghĩ nó sẽ cần cái account information của các bạn. Okay. Còn ví dụ debit card thì nó gửi thẳng một cái thẻ đó về các bạn sẽ xài được. Okay. Theo mình biết được thời buổi này thì debit card cũng được thôi, nhưng mà mình có thể nghĩ mình nghĩ chờ chờ hơi lo, direct deposit nó nhập thẳng cho ngân hàng của mình. Nhưng mà nhập thẳng cho ngân hàng của mình thì các bạn nên bỏ cái routing number, account number của các bạn vô đây. Thì in this case thì mình để direct deposit đi ha, để coi thử nó request sao. Còn debit card thì mình nghĩ nó sẽ mail về cái check đó, cái thẻ đó về trong cái địa chỉ mà mình đã nhập vào hồi nãy. Okay. Do you want federal income tax at 10% withheld from you weekly? Mình muốn người ta giữ lại 10% để cho đóng thuế xuyên bang không? Yes hoặc là no? Thì mình để là yes. Các bạn tùy các bạn thôi. Cái này mình không có phải là tax advisor, thì các bạn nên talk to your tax person. But theo mình thì mình để là thôi, mình cứ cho nó giữ trước 10% đi để sau này mình phải đóng thuế lại. Do you want state income tax? Muốn tiểu bang giữ lại 6% hay không? Yes hoặc là no? Thì cái này mình để yes. Again, mình muốn nhấn mạnh các bạn tùy các bạn thôi, các bạn vào đến no thì các bạn sẽ giữ hết 100%, nhưng sau này là các bạn phải phải tùy theo cái cách khai thuế của mình sẽ đóng lại. Còn mình trong cái này thì mình để là yes. Ok, thì các bạn nên nên determine muốn để cái nào cái để. Rồi, mình hit continue. Đây, tại vì mình đã select là mình muốn direct deposit, mình muốn nó nhập thẳng vào ngân hàng của mình, thì nó sẽ require là cái tài liệu account information của mình. Các bạn nên nhớ ở đây, nếu mà muốn muốn biết được cái information đó, lấy cái check của mình lên. Đây nó để là cái routing number. Ok, nếu mà ai mà Bank of America thường thường là 0610000052, còn Wells Fargo là 0610000127 gì đó. Cái này hồi xưa mình làm cho ngân hàng nên mình cũng nhớ sơ sơ. Nhưng các bạn nên nhớ là cái routing number là cái số đó, còn cái account number của mình là nằm số giữa. Và cái check number thì đa số mình không có cần bỏ vô. Cái đa số có nhiều người cứ nghĩ cái này là nguyên một cái số account, nên coi kỹ nha. Ok, routing number là số đầu tiên. Có thể có nhiều nhà băng nó để ngược lại, nhưng mà các bạn có coi kỹ. Còn account number của mình là đây. Ok, thì nếu bắt mình bỏ vô đây thì mình cứ bỏ number. Ok, các bạn nên coi cái video này xong, nên chuẩn bị những tài liệu đó để mình ấy mình làm. Rồi đây, cái đó account của mình là checking hay là saving, mình bỏ vô checking thì mình click checking, saving thì mình click saving. Ok, sau đó hit continue.
Account number, okay. Đây nó rất là good là nó make sure là cái bạn bỏ cái account number giống với nhau, hoặc có thể là nó bởi nó muốn make sure là mình bỏ đúng account không đó. Bởi nó bắt mình bỏ hai lần. Ok. Thì không theo mình nó mới nói nãy đó là 0611000052 á là bank of America để nó automatically nó biết được là cái nhà băng nào. Thì tùy theo nhà băng của bạn Chase hoặc là SunTrust thì bỏ cái random number vô, nó sẽ indicate ngay đây là nhà băng nào. Okay, cái random number là nó indicate cho nhà băng nào. Rồi. Ok, thì bắt đầu nó kêu là mình phải accept những cái term này. Ok. Rồi, nhưng bạn nên nhớ nha, cái trang kế tiếp là phải bấm check đây. Rồi bấm continue. Hy vọng là mình biết chỗ nào mình stop, tại vì mình cái information này là nó không được đúng là mình phải stop. Ok. Cái kế tiếp nó hỏi là information on your availability to work. Cái giá lương thấp nhất mình bắt đầu làm cái này thì những cái tài liệu này nó sẽ require, thì similar to W2 nó cũng request giống vậy. Thí dụ mình để là 8 đồng một giờ đi ha. Và có thể tùy thì mình nghĩ cứ để 8 đồng một giờ được rồi. 8 đồng giờ. What was your rate of pay on your last job? Ok, cái này nó hỏi là cái tiền thu nhập của bạn trong cái công việc việc làm hiện tại hoặc là trước đó ra sao. Thì những người mà làm nail thì mình nghĩ là trong cái tài năng của mình thu nhập bao nhiêu thì mình có thể vào ngay đây. Thì tùy biết, mình biết là có nhiều người có nửa check nửa cash gì đó mình không có biết, nhưng mà ví dụ như ai mà nhập tiền check đó thì bao nhiêu cái tiền đó thì mình bỏ vào đây. Thì ví dụ như mình nói là 600 một tuần thì các bạn có thể là một tuần, hoặc là 2.000 một tháng thì các bạn để 3.000, 4.000 một tháng thì nó thì các bạn ở đây, hay là 40.000 một năm thì các bạn ở đây, thì có option. Ok, thì có tùy thì mình lựa, thì mình để 600 một week đi ha, nhưng các bạn có thể option để 3.000 một tháng, 10.000 một năm, whatever. Thì các bạn nên cứ select theo cái nào đó hợp lý cho các bạn. Are you willing to accept the rate pay earned on your last job? Mình có chịu chấp nhận cái số lương giống cái job vừa rồi của mình không? Thì để yes. Do you have medical conditions? Các bạn có bị bệnh gì không? Permanently or temporary? Hay là có mang, có thai hay không? Thì bỏ yes hoặc là no. Okay. Thì no. Còn ai bỏ yes thì mình phải fill out information ở đây. Explain cái tại sao mình bị disabled. Thì nên nhớ cái này là cái generic, nó chưa có liên quan gì tới cái tài liệu update mới, nhưng mà để know đây. Okay. Have you filed claim in the past year for worker compensation due to work related injury? Năm vừa qua các bạn có file cái claim để về cái work compensation chưa? Đa số là sẽ lên no. Nếu mà liên quan tới các bạn thì các bạn sẽ yes. Nếu mà các bạn không hiểu work compensation là gì là đa số most likely là no. Okay. How many miles trong dòng round to whole number bao nhiêu mile các bạn chấp nhận đi làm từ nhà mình tới chỗ làm bao nhiêu mile là mình chấp nhận là xa nhất, thì mình để 20 mile, từ đó về lại là bao nhiêu mile, 20 mile. Okay. Thì tùy các bạn để 15, 20, 30 tùy các bạn thôi, nhưng mà theo mình để là 20 mile. Are you likely to recall for your last job? Nếu mà sau cơn dịch này các bạn có thể nó sẽ bạn có thể kêu lại về lại recall lại cái công việc làm của mình không, thì để yes. Ok, còn không thì để no. Yes thì nó kêu là mình phải bỏ. Did your employer give you specific date? Chủ của bạn có cho mình biết được cái ngày nào mình quay lại không? Thì đa số mình sẽ là no, là tại vì không ai biết chừng nào mình được mở tiệm được. Thì mình theo mình biết là cuối tháng 4, nhưng mà theo tình hình này thì mình cũng hơi khó nói, thì mình để là no đây đi. Ok, select ở đây những ngày nào mà bạn muốn làm, có thể làm thì mình cứ select thôi. Thì mình nên nhớ cái form này là nó modify cho W2N1099. Ok, thì nhiều những cái tài liệu nó không có liên quan tới thanh lắm, nhưng mà các bạn có thể select những option này, có thể mình lựa select all tất cả những ngày, hoặc là mình lựa 5 ngày thôi, tùy theo các bạn. Thì theo cái này thì mình để làm select hết thôi đi ha. Thôi mình để vậy từ Monday tới Friday. Ok, thì tùy theo các bạn lựa nha. Does your occupation normally require shifts? Cái công việc làm của mình có làm theo ca không? Nếu mà yes thì bấm yes, còn no thì bấm no. How many weeks did you work in the last 18 months? Okay. 18 tháng qua, xin lỗi. 18 tháng qua, các bạn làm bao nhiêu tuần? Thì đây nó nhấn mạnh là trong vòng 18 tháng là tổng cộng là 78 tuần. Nếu các bạn làm hết 18 tháng thì các bạn bỏ 78. Còn ví dụ như
Các bạn làm bao nhiêu tháng đó thì các bạn phải tính đó là bao nhiêu tuần. Ok, thì trong cái trường hợp này thì ví dụ như mình để là mình làm hết trong vòng trong vòng 78, có nghĩa là 18 tháng qua là mình đi làm hết 18 tuần luôn. Ok, này again tùy theo các bạn trong vòng 18 tháng qua là bao nhiêu tuần thì mình khai ở đây. Did your work majority of those week part time? Mình làm part time hay là full time? Nếu mà làm dưới 30 tiếng thì sẽ là part time, làm trên 30 tiếng thì sẽ là full time. Thì mình để là no đi ha, tùy theo các bạn. Again, nếu mà part time thì để part time, full time thì để full time. Thì trong trường hợp này mình để là full time đi ha. Are you willing to work full time? Yes. Các bạn có chịu làm full time hay không? Yes. Are you willing to work part time? Bạn có chịu làm part time hay không? At least 20 tiếng. Có nghĩa là nếu mà mình muốn là chịu làm hay không trên 20 tiếng, và yes hoặc là no tùy các bạn. Còn nhiều người nói no thì để no đây, còn yes thì để đây. Are you seeking part time work only? Các bạn có chỉ có muốn kiếm là part time dưới 20 tiếng không thôi thì đây là mình để no. Còn các bạn muốn yes thì để yes, thì để no. Are you seeking short term work only? Mình có đang có cần kiếm việc làm short term hay không thôi thì theo mình là mình để no. Are you attending school? Mình có đang đi học hay không? Are you been accepted, hay là bạn có chấp nhận vô được nhận vô trường nào học chưa, thì mình để là no. Okay, continue. Are you actively pursuing work? Okay. Are you actively pursuing work in real estate sales, insurance sales? Not applicable. This is interesting. Cái này hình như là theo mình biết là cái này là new. Tại vì mình biết W2 nó không có hỏi cái này, thì cái này nó liên quan tới giống như nghề của mình. Nhưng mà cái này thì mình không apply. Nhưng mà các bạn ví dụ như làm real estate thì mình nghĩ là các bạn không cần coi video này, tại vì bạn đã rành rồi. Insurance sales thì mình nghĩ cũng không cần coi video này. Thì đa số anh chị nào mà làm nail hay làm nhà hàng hay gì đó thì mình nên not applicable. Do you own or operate a farm? Mình có cái own cái công trại hay là mình làm việc cho công trại nào không? Thì đa số là no. Rồi ai làm trại gà thì yes. Mình không biết là trại gà nó có ảnh hưởng gì không, nhưng mà đa số cái video này for the internet cho những người mà coi thì mình đã là no. Okay. Are you already self-employed or do you have definite plan to become self-employed? Are you already self-employed? Là các bạn là mình tự làm cho mình, or do you have a definite plan to have become self-employed? Là mình tự làm cho mình hoặc là mình đã có ý định mình sẽ tự làm cho mình. Thì câu hỏi này nó rất là khó trả lời, lý do là mình biết những người coi video này là đa số sẽ làm nail. Thì do you cái làm nail thì mình consider là self-employed hay là không? Thì based on cái cách mình khai thuế 1099 is considered self-employed or independent contractor, là mình tự làm cho mình. Thì mình biết là có nhiều legal advice, nhất là những người làm làm nail, có nhiều người nói là không nên làm, nhiều người không nên apply, tại vì cái cách mình khai thuế nó khác biệt những khác. Nhưng mà theo mình biết trong giấy tờ thì ví dụ như ai làm 1099 thì mình consider là self-employed. Again, các bạn có thể liên lạc với sở thuế hoặc là luật sư hay là ai chuyên môn để giải thích cái này rõ hơn cho các bạn. Nhưng mà theo cái này mình biết thì cái này nó sẽ apply cho 1099 employee. So in my opinion, it does consider những người làm nail tech sẽ được consider. So again, đó mình không có phải là đó, mình nhấn mạnh cái này không phải là legal advice. Mình chỉ là theo my opinion. Ok, các bạn nên tùy theo ý định của mình, mình có muốn apply hay không. Thì my personal opinion, mình hit yes. Okay. Do you are have work gig worker driver resharing? Okay. Cái này là cái mới này. Các bạn có lái Uber hoặc là gì đó trong 18 tháng qua không? Đây là gọi là gig worker đó. Nó là independent contractor đó. Thì nhưng mà yes thì hit yes đây. Còn hit no thì hit no đây. Okay. This is a new question right here for sure. Nó add để cho nó cho cái vụ 1099 này. Have you ever worked independent for the last 18 months? So cái này là most of you have to hit yes, right? Làm nail thì mình bỏ hết yes, independent contractor, okay? Have you worked at church? Mình có làm cho nhà thờ hoặc nhà daycare cho nhà thờ hay không? Nếu mà yes, hit yes, no thì no. What type of work did you perform? Nếu mà mình bấm yes thì mình fill out information thì mình đã làm gì? Thì cái này nó kêu là optional, mình không cần điền. Ok, nếu các bạn cần điền
thì mình, nếu mà bạn muốn điền thì cứ điền, thì mình theo cái này thì mình cứ điền đi ha. Còn còn không điền thì các bạn không cần bỏ vô, nó là what type of work did you do before. Thì example mình để là nail technician. Technician, okay. Nếu làm nail technician mình để nail technician đây. Mình bắt đầu làm ngày nào thì nên nhớ mình để 1, 0, 1, 2 người tốt đi ha. Tùy theo các bạn làm bao lâu rồi thì bạn để đó. Are you willing to seek other work? Các bạn có chịu làm công việc gì khác không? Yes thì để yes, còn không no thì để no. Is there any reason other than medical that you cannot begin work immediately? Mình có cái lý do nào đó mình không có thể làm đi làm liền ngay bây giờ không? Thì mình sẽ hết yes. Lý do là mình nghĩ là cái coronavirus mình nên bỏ yes. Còn ai mà take a risk đó thì bỏ no. Còn ví dụ mình để yes thì mình có thể nó bắt mình explain. Thì mình để là COVID-19 đi ha. COVID-19. Okay. Nếu mà mình chấp nhận đi làm thì mình đi bằng cách nào? Đi xe hay là đi xe bus thì mình lựa đây. Đây là xe hơi, xe đạp, đi bộ, public transportation, đi với bạn bè. Thì các bạn nên nên click những cái option này, ok? Thì ai mà lái tự lái xe thì đi automobile, ai mà có người chở đi theo, có ride with friend, ok? Hoặc đi xe bus ở đây, ok? Do you have children and other dependents who require care while you work? Nếu các bạn đi làm, các bạn có con em nào nhỏ để phải cần chăm sóc hay không? Nếu yes, thì mình đã yes, thì mình sẽ phải lựa ví dụ như mình có babysitter thì mình bỏ đây, hoặc là ai giữ đó thì bỏ đây, thì yes. Còn với phần no thì mình đến đây. Ví dụ như có thì mình sẽ yes, nó sẽ hỏi đây là can mình có thể nào mình có arrange được cái babysitter không, thì mình để yes đây á thì ok. Còn để no ở đây á thì mình không biết là câu hỏi kế tiếp nó hỏi sao, nhưng mà mình có cái option mình để đây yes hoặc là no. Thì theo mình là nếu mà có thì mình để yes, thì cái này cái câu hỏi này rất là liên quan cho tâm mỗi người, thì các bạn phải nên điền theo cái nào nó apply cho các bạn thôi, ok. Do you get your jobs through union, business agent or hiring hall? Job của bạn có làm trong union hoặc không, union không, hoặc là mình có qua tem hay không? Thì nếu các bạn có yes và yes, còn no thì no. Nếu các bạn không hiểu chữ union là các bạn không có liên quan làm việc với union thì để no, ok. Continue. Okay, indicate that if you can arrange or daycare, okay. Mình muốn select cái này. Okay, now hit continue. Rồi, câu hỏi kế tiếp. Have you filed an employment insurance claim? Trong vòng 18 tháng qua, các bạn có file claim lần nào chưa? Yes, today yes. No, today no. Have you filed TRA, TRA claim? Personally, mình không biết cái TRA Readjustment Act là cái gì hết. Thì nếu mà mình không biết, thì mình đã biết là no. Các bạn nếu mà không biết cái này, thì mình nghĩ là các bạn sẽ select là no. Have you filed a claim in the past year of disaster unemployment? Trong vòng 5 tháng, năm vừa qua, mình có file disaster unemployment assistant hay không? Thì nếu mà là file rồi thì yes, or hit no thì no, đa số là hit là no. Are you receiving assistant benefit training and employment under federal funded programs such as Railroad Employment Insurance Program? Bạn có nhận benefit nào nhà nước đã phân cho các bạn không? Đa số là no. Are you seeking work mainly in Georgia? Mình kiếm việc làm ở Georgia only đúng không? Yes. Has most of your work in the past 2 years been in Georgia? 2 năm qua, nếu bạn làm việc đa số ở Georgia thì yes. Còn nếu tương lai khác thì mình đến no. Thì nó hỏi 2 năm qua. Did you perform services as an elected official in the last 2 years? Mình có làm cho mình có là ứng cử ứng cử hoặc là mình làm public official hay không? Đa số sẽ là no. Okay. Are you currently receiving or will receive severance pay, wages and leave notice of separation pay from employers? Cái này thì đa số sẽ là no, nhưng mà có nhiều người làm, ví dụ như làm W2 mà mình bị công ty nó đóng cửa hoặc là nó nghỉ, thì công ty có thể trả tiếp tiền lương cho mình, thì những người đó thì yes, nhưng mà đa số là sẽ là no. Cũng có nhiều tiệm nail mình biết được là tuy là họ đóng cửa nhưng mà họ vẫn trả một cái base salary,
để họ dùng cái base salary đó để họ claim với lại SBA là họ giữ được employee. Thì đó, nếu các bạn có trong situation đó thì yes, còn không thì no, đa số là sẽ là no. Are you currently receiving or will receive retirements exception from your employer là left within the past 18 months. Thì trong vòng 18 tháng qua bạn có nhận tiền 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 hưu, không phải là social security nha, nhưng mà tiền hưu của công ty, ví dụ như là 401k hay là gì đó, thì yes thì yes, còn no thì là no. Đa số sẽ là no. Continue. Ok, cái này là nó cần biết công ty bạn làm cuối cùng. Ok, nó sẽ hỏi là if you work for temporary agency, okay, nên bỏ information của người owner cuối cùng mình làm. Thì ví dụ đây mình để là owner name là luôn đi ha. Okay. Các bạn nên phải bỏ cái tài liệu này vô. Địa chỉ của cái business của bạn. Ok, tiệm đó, ví dụ mình làm tiệm nào đó thì bỏ cái địa chỉ của tiệm đó vô. Thì mình cứ preview một cái đại gan một lần nữa cái địa chỉ, chứ rồi mình tạo thôi, mình không có submit cái application này. Nên các bạn phải phải có thì employer name, thì ví dụ như để I don't know, beauty salon LLC đi ha. Employer name đó, thì đó là tên của cái business của bạn. Rồi mình làm ở đâu? Đó, thì nên bỏ đây tên của tiệm nail, tên của nhà hàng hoặc là tên gì đó thì bỏ ở đây, bỏ địa chỉ của mình. Sau đó payroll, nếu mà cái chỗ mà mình lãnh lương mà nó khác với lại cái địa chỉ này thì mình bỏ ở đây. Đa số là mình là chắc chắn là no, thì bỏ để im vậy đi, không cần điền vô. Một lần nữa, cái nào mà có cái sao đỏ này là mình cần phải điền. Nếu mình không điền nó không cho mình qua cái trang kế tiếp. Ok, start date thì chỗ này, nếu ví dụ mình làm chỗ đó mình làm bao lâu rồi, thì ví dụ như mình làm từ 2016 đi ha, ví dụ vậy, thì các bạn nên bỏ từ tháng ngày hay là năm. Ngày cuối cùng mình làm ở đó là ngày nào, thì ví dụ như đa số người ta là tháng 3, tại vì tháng 3 là cái vụ mà coronavirus đóng cửa lại hết, thì tháng 3 ngày 16 đi ha. Thì các bạn tùy theo bạn nghĩ ngày nào thì các bạn điền ngày đó nha. Did you earn at least 7.300 within this company? Mình làm cho cái công ty đó mình làm trên 7.300 hay không? Nếu mà yes thì để yes, no thì để no. Thì để sẽ để yes đây. Type of work you did on this job, công việc việc làm mình làm cái gì? Thì cái này mình video này thì mình nghĩ là đa số những anh chị mà coi thì là làm nail, thì mình sẽ try to find the best option. Ok, thì mình nghĩ là service job okay. Doesn't look like there's an option here. So mình coi cái nào mà nó closest to what we think nghề nail của mình, thì mình có thể để là service job. Ok, let me make sure my time, nếu nó không có option nào khác hay không. Nếu các bạn coi video nào mà các bạn thấy được mà cái nào nó apply về cái nail hơn thì nhắn cho mình biết. Nhưng mà theo cái này thì những cái option này thì mình biết cái service job là cái closest one, thì các bạn nên lựa service job. Yep. Ok, đó, đây nó cần hỏi supervisor, cái người chủ của mình tên gì. Ví dụ mình bỏ tên của mình vô đây thì ha, thì các bạn nên bỏ tên của người chủ nha, tên của người chủ, supervisor name. Read the entire list. Ok, cái này mình phải lựa này, read carefully for the mark. Ok, nó bắt mình phải lựa những option này. Lack of work, layoff, downsizing, position eliminated. Mình phải lựa là tại sao mà mình không đi làm. Lack là tại sao, ví dụ như là bị thiếu việc làm hay bị layoff là gì đó, thì mình để là employer closed for business. Or no, I'm sorry, employer temporary laid me off because of, yep, there you go. Các bạn coi đây nha. Employer temporary laid me off because of COVID-19. Okay. Or employer will not allow me to return to work, risk exposure. This is important. Tại có một người em gọi mình hỏi là má của em đang làm việc cho một cái công ty đó, nhưng mà má của em sợ, hoặc là má em lớn tuổi, má em muốn không muốn đi làm nữa tại vì má em sợ exposure. Thì đối với mình là mình nghĩ that's a legitimate reason để mình file an employment được, tại vì mình exposed, mình có thể bị high risk, thì employer will not allow me to return. So this is an option right here that employer có thể là họ allow cho những người đó không cần phải quay lại làm việc. Thì hai cái option này, đa số là mình sẽ lựa là employer temporarily lay me off, tại vì
chủ tiệm đóng cửa vì COVID-19 nên họ không có thể mở cửa được. Thì các bạn lựa temporary đây, ok. I quit or resign, giống mình mới nói đây. Hồi nãy mình nói cái câu hỏi mà cái người em mà nói chuyện hỏi mình đó, thì nó có cái option đây là risk of exposure to COVID-19. Ví dụ như mình làm trong một cái chợ nào đó mà mình biết mình high risk, mình không có muốn đi làm nữa, thì mình choose cái option này, ok. Theo mình biết được là mình vẫn qualify for insurance benefit. Again, don't quote me on it. Các bạn nên điều tra your own, but there is an option để mình lựa cái đấy, ok. Nếu mà mình quit thì mình phải lựa cái option này, ok. Còn không thì mình để im. Để coi, nếu mà mình đã bị đuổi thì lý do tại sao bị đuổi, ok. Còn để khóc luôn. I perform service for behalf of education employer. Nếu mà làm cho nhà nước hay là cho trường học gì đó mình để đây. Nếu mà làm cho trường học đóng cửa thì mình bỏ đây, nhưng mà đa số là để no, tại vì mình để trên này là employer layoff rồi, ok, temporarily. Còn ai mà đang vẫn là làm việc lâu vẫn, nếu mà làm thiếu ít giờ hơn mình vẫn xin được nha. Thì mình vẫn đây là để có cái option đây để mình lựa đây. Rồi để job title của mình giống như mình để hồi nãy mình đã là job nail technician hoặc là làm nhà hàng đó, thì mình theo điện vô thôi. Describe your day to day job duties là mình phải giải thích mình làm cái gì. Keep it simple là manicure, pedicure for clients. Ok, các bạn có thể dùng cái này đi ha, để manicure, pedicure for clients. Ok, mình không cần giải thích nhiều, để tóm tắt vậy thôi. Month work for the employer, mình làm cho cái công ty này bao lâu rồi? Mình để ví dụ như 2 năm, 3 năm tùy mình thôi. Mình để theo là tháng nha. Ví dụ mình làm 2 năm thì mình để là 24 tháng. Một tuần mình làm bao nhiêu tiếng? Có thể mình làm 40 tiếng, 50 tiếng, 60 tiếng thì các bạn để đây. Thì làm bao nhiêu đó thì cái giống tiền lương nó hỏi là một lần nữa. Ví dụ nãy mình trả lời là 600 đồng một tuần đi ha. Thì mình để 600 đồng nè, 600 một tuần. Đây, cái này là cái mới đây. What type of documents can you show the wages earned from the employer? Okay. Cái này là cái mới. Nó bắt buộc là mình phải provide những cái information này để nó biết được cái tiền lương của mình. Nên nhớ nếu mà ai làm W2 thì đa số nó có information sẵn cho mình rồi, hoặc là những cái công chủ của mình đã file cho mình rồi. Nhưng mà làm 1099 thì đa số nó không, chủ không có file cho mình. Thì mình phải prove cho họ là thu nhập của mình là bao nhiêu. Thì mình có thể dùng cái 1099 năm ngoái để mình gửi lên, hoặc là cái paycheck của mình, hay là mỗi cái paycheck nó có cái pay stub, hay là check stubs, cái tiền mình nhập vô ngân hàng nó biết là cái tiền check mình thu nhập vô bao nhiêu đó, cho người ta biết được. Hay là dùng bank records cũng được, lấy cái bank statement của mình cho nó thấy được là trong vòng 6 tháng qua hay 1 năm qua tiền thu nhập của cái chỗ mình làm đó nó nhập thẳng tiền đó bao nhiêu. Mình biết đa số là nhiều người có tiền mặt, nhưng mà ví dụ như mà mình làm 1099 thì đa số là mình khai trong cái check đó thôi, mình nên dùng cái đó. Thì ai có 1099 thì mình recommend gửi 1099 hoặc là dùng cái paycheck, ok. Đa số là dùng 1099. Are you considered self-employed, gig worker, 1099 independent contractor when you form? So cái câu hỏi này là cũng là câu hỏi mới nữa, các bạn nên cẩn thận đây. Thì nó hỏi là mình, are you considered là gig worker, 1099 independent contractor? This is a yes, ok. Now các bạn hit yes ở đây. Nó hỏi là bạn làm cái gì? Lái Uber, Lyft, làm cho nhà thờ? Thì mình không, mình đã là no. Thì các bạn phải choose ở đây other là mình phải làm cái gì. Thì ví dụ như mình phải nói là independent contractor, mình nói là nail technician. Okay. Now, một lần nữa mình nói rất là nhiều người hỏi về 1099 này nó có apply cho những người làm nail hay không. Okay. Again, mình không phải là tax advisor, mình cũng không phải là accountant, mình cũng không phải là luật sư. Thì mình biết là rất là debate between nên làm không làm hay gì đó có ảnh hưởng hay không. Mình biết được theo again, cái này cá nhân của mình thôi. Nếu nó apply cho những Uber driver, Lyft driver, realtor like myself, thì mình nghĩ nó apply cho nail technicians. I know there's a way, cái cách mà mình khai thuế nó khác biệt, cách làm cái nghề nail nó khác biệt, cách khai thuế nó khác biệt những cái job khác. Nhưng mà in a way mình nghĩ là nó based on cái information nó request đây, thì theo mình nghĩ là được. Again, double check, nhưng mà mình nghĩ là được. Ok, have you worked for any additional employer in the past month? Mình có làm cho công ty nào khác hay không?
No, nếu mà làm yes thì yes. Okay, continue. Okay, warning, failure to. Okay, nó bắt buộc phải trả lời những câu hỏi này. Give me the name of the person who told you that you were laid off due to lack of work. Ai nói bạn là bạn không được đi làm nữa vì bị bệnh, vì COVID-19 đi. Thì để tên của chủ đi. Okay, chủ của bạn tên gì đó thì bỏ tên đây. Chủ tên gì? Chủ làm cái gì? Owner hoặc là manager hay gì đó bỏ đây. What date were you told? Ngày nào mà các bạn chủ kêu bạn không đi làm nữa? Thì hồi nãy mình để tháng 3 ngày 16 thì mình để đây. What did your employer say? Thì các bạn cái chủ của bạn nói gì mà tại không đi làm? Nói vì để tóm tắt để COVID-19 là người ta biết. Okay. Did your employer give specific date? Nó cho ngày nào mình đi làm lại không? Đa số là no, tại mình không biết ngày nào mở cửa được. Were you warned about performance attendance? Mình đa số là sẽ no, thì có nghĩa là bị cảnh cáo tại vì mình làm việc không được đúng hay không. Thì again, cái câu hỏi này nó không liên quan tới nhiều lắm. Give any other facts about separations. Okay, cái này mình bỏ, cứ đợi, nó không cần ngôi sao thì bỏ, mình skip qua cái câu hỏi này nha. Did you work for the above employer through temporary services? Mình có qua tem để mình làm cho công ty này không? Đa số là no. Nếu mà yes thì các bạn để yes. Okay. Did you perform services to, for, with, behalf of educational institutions? Mình làm cho trường học hay không? Để là no. Nếu mà yes thì để yes đây nha. Did you perform services for a Head Start program? Again, I don't know what Head Start. Oh, okay. For school. Yes thì để yes, no là no. Đa số là no. Làm cho pre-K, no, mẫu giáo đó, program, okay. Are you not working due to lack work because of school break? Cũng để là no, tại vì cái này nó nói là nếu mà các bạn nghỉ làm liên quan tới trường học đóng cửa hoặc là trường học không có ấy thì đa số là sẽ là no. Okay, continue. Okay, coi như là mình đã gần xong hết rồi, mình sẽ tạm ngưng ở đây. Tại vì mình không có thể go next, là lý do là nếu mình go next nó submit cái information của mình. Mình nên nhớ là mình đã tạo một cái fake account để mình go to cái application cho các bạn thôi. Thì mình không có thể nào mình go continue kế tiếp. Nhưng basically đây là nó sẽ báo cho các bạn biết là những cái information mà mình đã apply là phải đúng hay không. Đó, thì các bạn nên kế tiếp, các bạn hit continue ở đây. Thì sau đó nó sẽ có một cái option nó gọi là submit. Theo mình biết được là sẽ submit. Thật ra mình chưa có never ever pass this point. Thì các bạn thì có thể hôm nay thì có cũng mình có thể giúp những anh chị trong gia đình đó, thì mình có thể mình làm thì mình bổ sung thêm. Nhưng mà theo mình biết được là tới đây là coi như là gần xong rồi, thì các bạn có hit continue and then go to the next step, là có thể hit submit là xong. Trong cái video này thì mình sẽ tạm ngưng khúc đó, mình không có tiếp tục nữa. Thôi, một lần nữa thì các bạn cũng đã thấy sơ sơ được cái application, nó không có take long. Thì để mình coi hồi nãy giờ mình record là cũng khoảng rồi bao lâu đây, cũng hơi lâu, cũng khá lâu, nhưng các bạn cũng biết được thời buổi này nó cũng hơi chậm. Thì mình ở nhà mình cũng có rảnh thì mình nên tự làm. Hơn nữa những cái tài liệu này nó rất là quan trọng với tài liệu của mình, thì mình nên tự file. Mình không có cần phải mướn một công ty nào khác để mình làm. Hoặc là tại nó có thông dịch viên cho mình luôn. Còn mình biết đây cũng có nhiều anh chị trẻ volunteer, những người young professional rất là proud, thì những người young professional đã step up mà đã chịu giúp đỡ cho những người mà cần follow cái này. Follow có người sẽ giúp đỡ, hay là những anh chị nào có con em mình mà biết tiếng Anh, giỏi tiếng Anh về computer, nói chơi game, em không thể bắt nó ra, nó ngồi đó, anh chị coi cái video này, kêu nó điền theo cái đó cũng được. Thì theo em nghĩ là những cái chuyện này là mình nên làm, chứ không có nên mướn một công ty nào hết làm, tại vì mình chưa, khi mình giao cho một người service nào đó, mình chưa biết là họ điền information đúng hay không hay là sao. Thì tại vì cái này là khi mà mình file, again, nếu các bạn muốn mướn công ty nào thì tùy các bạn, tùy cái đó là chuyện của mình thôi. Nhưng mà mình chỉ làm cái video này để mình chia sẻ, để hy vọng các bạn không cần coi cái video này để tham khảo được, để biết được mình apply cái application là sao thôi. Rồi, một lần nữa, Túy xin chào các bạn.